Ừ, chào con nghe, chào em hỉ. Dạ. Ừ. Dạ, xin chào quý vị, thì hôm nay hãy đến thăm hoàn cảnh của em Hằng quý vị. Hoàn cảnh em thì hãy cũng chia sẻ cách đây cũng một tuần rồi quý vị. Hôm nay thì hãy đến để chia sẻ về những sự giúp đỡ của quý vị về hoàn cảnh của em. Bố em thì cũng mới mắc quý vị ạ. Bà nội thì đang nằm ở... Ôi, để anh nội nằm đi, chứ nội ngồi dậy được không? Ngồi được hả? Ngồi được hả? Tội. Hằng ngồi xuống đi, ngồi xuống đây rồi anh ngồi nói chuyện với em chút. Hôm nay đi thì có chú Trường, hôm trước thì chú cũng có dẫn Hải xuống để chia sẻ với quý vị. Nắng quá, buổi chiều ở đây nắng dữ hả? Dạ, nắng mà em thôi. Dạ, kệ kệ nó được chú ơi, kệ để cho nó thoáng chút. Mấy bữa bà khỏe không? Hồi chói quá, chói thêm mặt của bà. Rồi. Dạ. Rồi. Hàng mấy bữa nay có mấy cô rồi chắc cũng tới nấu ăn em. Dạ. Em tự cũng nấu. Ừ. Dạ. Tự nấu hả? Tự nấu, cũng bỏ cho em ăn. Gần cho bà nội ăn cơm chưa? Dạ, chuẩn bị cho ăn. Em cho ăn, em cho nội ăn luôn hay là? Dạ, em cho ăn. Em cho ăn được hả? Bữa nay là cũng dịch bệnh nên là ở nhà không đi học là chăm nội đúng không? Dạ. Bà khỏe không bà? Dạ. Mua bữa đó rồi anh gửi tiền cho em đó, mua sữa rồi cho nội. Dạ, có mua sữa không? Dạ, có mua. Ừ, với lại tiền cắt cẩn thận nghe. Dạ. Hôm nay anh xuống đây là ủa mà thằng em có chứng minh nhân dân cho em? Dạ, chưa. Chưa hả? Dạ. Anh như đủ tuổi làm được rồi chứ. Anh đi làm được ra bình 14 tuổi là làm được chứng minh nhân dân rồi đó. Mấy lần thứ mấy hè thứ? 31 hè là có dịp phượng chẳng đi lộn. Không, bữa nay đi lòm luôn đi. Bởi vì giờ là anh nhận được Mạnh Thường Quân giúp em là hơn 30 triệu rồi. Dạ. Nên là anh muốn là gửi vô tài khoản ngân hàng của em để cho em sau này em đi học, em hiểu không? Dạ. Là giờ tiền mặt thì anh không gửi cho em được, bởi vì sao? Bởi vì rồi anh có gửi cho em một lần rồi đó. Dạ. Gửi 5 triệu đó là mua đồ sinh hoạt, ăn uống. Còn số tiền này lớn thì sẽ bỏ trong ngân hàng. Anh xuống đây thì anh cũng thông báo với lại những cô bác anh chị mà giúp cho em đó. Anh đọc danh sách, còn ở tiền thì có thể là đợt sau anh sẽ gửi cho em. Dạ. Nếu mà có chứng minh nhân dân rồi thì anh có thể thứ hai, nhưng mà bây giờ em chưa có thì giờ mình đi làm chứng minh nhân dân trước. Dạ. Thì làm chứng minh nhân dân thì trong vòng cũng từng 10 ngày là có rồi đúng không? Ừ. Từng 10 ngày là có. Nếu mà khi nào em làm có xong rồi đó là em nói với đại chú ở đây liên hệ với anh. Dạ. Anh sẽ dẫn em đi ngân hàng để em gửi tiền vào trong đó. Dạ. Bà nội ăn uống có được không em? Dạ, mấy bữa đi bà ăn ít lắm. Mấy bữa chưa, ăn ít lắm? Dạ. Cỡ chán. Chưa. Cỡ chán. Cỡ chán hả? Dạ. Chứ mấy bữa là trước đó là mình còn mình khỏi thì ăn được tôm, bữa đi bà buồn quá là bà ăn được cái chán. Mấy dạ. Bữa đi nội buồn quá ăn được cái chán hả? Dạ. Tối ngủ không được bà nội khóc miết. Dạ. Tối ngủ không được khóc miết hả? Dạ. Bà ơi, thôi bà đừng có buồn nữa nghe. Bà đừng có buồn nữa nghe. Có bây giờ là có con xuống đây rồi, con chia sẻ rồi, con giúp cho cháu bà nghe. Rồi giúp cho cháu bà có tiền để đi học đó. Rồi giúp cho bà có tiền để uống sữa. Rồi bà đừng có buồn với trơn hỉ. Bà tội chứ. Mấy bà thiệt chứ. Nhìn bà phúc hậu thiệt. Ăn uống trong phải rồi còn thấy trong chích này chứ. Có vợ là có trong chích này. Bà đừng có buồn nghe, buồn rồi mất sức rồi á, cháu nó lo bà mệt lắm nghe. Bà phải vui vẻ bình thường thôi, nói chung là chú thì cũng mất rồi mà. Thôi giờ bà cố gắng, thôi bà đừng khóc. Thôi đừng khóc nữa bà. Tội chứ. Có cháu nội rồi, cháu nội ở gần lo rồi, cũng có hàng xóm mà tới với bà mà.
Bà là chỉ ngồi được thôi đúng không chú, còn đi là không có đi được. Ngồi với nằm đó. Ngồi với nằm đó. Dạ. Tay bà đó, nó rút rút, rút bay luôn đó. Liệt nửa nửa bay mà. Dạ. Rút còn liệt nửa bay, cái chân này nó teo lại luôn. Mấy bữa nay nồi ăn ít lắm hả? Dạ. Với lại phần ở trời nắng nữa chú. Nắng. Trời nắng quá rồi ăn cũng nổi, mình ăn cũng nổi nữa mà bà chắc buồn một phần rồi. Nói ra thì chắc bà nội hiểu hết đúng không? Dạ, hiểu biết chứ. Nói chung là còn bên nắng. Dạ. Biết. Dạ. Thằng em tắt mấy cuộc chú Phạm chứ không là lên cái này cũng đúng đèn nghe lắm. Hôm rồi anh gửi tiền cho em còn không? Dạ còn. Ừ. Dạ. Ơi bà, nói chung là bà buồn á, nó còn cháu nội đó. Thôi có còn cháu nội chăm cho bà nha. Hôm nay anh xuống á là anh cũng nếu mà em giữ được tiền thì anh trao, nhưng mà em còn nhỏ nè. Thứ hai nữa là em ở với bà nội đó, nên là em anh đọc cái danh sách này để xe đi cua ngầu quá. Anh đặt cái danh sách này là những cô bác anh chị ở trong và ngoài nước giúp cho em á. Thì anh kêu gọi thì đến ngày hôm 21 tháng 3 là hôm nay đây là được 34.672.000. Đây là cái tiền mà quý cô bác anh chị gửi cho em để cho em chăm bà nội này. Rồi thứ hai nữa là để cho em ăn học sau này. Thì bây giờ là anh sẽ đọc cái danh sách, rồi chờ cho em làm chứng minh nhân dân xong rồi làm cái sổ tiết kiệm bỏ vào trong đó nha. Rồi bây giờ anh đọc. Đây là cái danh sách là giúp đỡ hoàn cảnh em Hằng. Bố mất, mẹ bà nội tai biến, còn mẹ thì đã có chồng khác rồi. Hôm trước thì Hải cũng đã chia sẻ rồi quý vị. Thì có cô Cami Phan Giết 2 triệu, cô Tiết Phạm ở Mỹ là 2 triệu, cô Bùi Thị Hạnh ở Úc là 1 triệu. Cô Bùi Thị Hạnh ở Úc nếu cô có xem được, cô vui lòng gọi lại cho con nha cô. Bởi vì là hôm trước cô có gửi cho con 100 đô Úc á, thì con chia sẻ cho cô cho hoàn cảnh này. Nhưng mà con gọi là cô không được, con gọi là cô máy lần không được. Thì trăm đô Úc thì khoảng hôm trước là 1.506.000, con gửi cho hoàn cảnh em Hằng là 1 triệu đây. Đó, thì cô có xem được video thì cô gọi lại giùm con, vì con gọi là cô như số của cô giờ nó không xài nữa sao á. Thì hôm trước anh đã trao cho Hằng là ngày 9 tháng 3 là 5 triệu rồi. Thì em còn giữ để mà mua sắm ha. Rồi nhớ là mua sữa cho nội uống nha. Thì hôm nay anh sẽ đọc tiếp là danh sách của quý cô bán giúp thêm đây. Là 4 là chị Quỳnh Thị Ánh là 500.000. Chị Quỳnh Thị Ánh 500.000. Chị Hồng Trần ở Mỹ là 2.287.000. Chị Nhàn vừa lúc 9:58 ngày 11 tháng 3 là 1 triệu. Cô Võ Thị Gàng 1 triệu. Cô Stephanie Đỗ là 50 đô. Cô là cũng có gửi cho con 250 đô thì con có chia sẻ mỗi hoàn cảnh là 50 đô thì con cũng có gửi cho cô cái đường link YouTube con chia sẻ cô ha. Thì do là gần đây con cũng gọi cho cô không được nè, con liên hệ cho cô đây không được. Thì trong thời gian cửa khoảng 1 tuần 10 ngày nữa thì con sẽ công bố những cái danh sách mà quý mạnh thường quân gửi cho con để chia sẻ những mảnh đời bất hạnh á. Thì con sẽ làm công khai rõ ràng từng hoàn cảnh. 1.160.000. Cô Hồ Tiên ở Mỹ là 100 đô là 2.320.000. Chú Trị ở Hoa Kỳ 100 đô 2.320.000. Cô Tách ở Canada 100 Canada là 1.615.000. Tiền Canada thì bữa nay sau nó giá thấp lắm. Đô thì nó nhiều hơn. Cô Phan Thị Thanh ở Canada 100 đô 100 Canada là 1.615.000. Anh Phạm Ngọc Anh là 500.000. Cô Nguyễn Thị Trà My là cô Dự Như ở Thủ Đức đây là 500.000. Bà Nguyễn Thị Thành thành phố Huế như là con trai bà gửi đây là 2.300.000. Chú Nguyễn Văn Sơn ở Mỹ là 200 đô 4.640.000. Cô Vương Kim Thanh ở Mỹ là 100 đô 2.320.000. Cô Phan Thị Thanh cô Phan Thị Thanh ở Canada sau mình ghi cái này qua wow. Ghi nhầm rồi, ghi thêm này rồi. Cô Phan Thị Thanh ở Canada này
Xin lỗi cô Thanh, bởi vì công ty ở cô ở đây rồi mà công ty thêm nữa rồi, chắc là công ty dư này rồi, một tí nữa trừ lại cái này. Cô Phan Thị Thanh ở Canada là ghi ở trên rồi mà ghi thêm ở dưới nữa. Rồi là mình chia sẻ luôn, đây là cô Phan Thị Thanh ở Canada phía trên này rồi ha quý vị, ở Canada đây, nhưng mà hãy ghi thêm ở dưới này thêm lần nữa chứ. lúc trước con cũng nhà máy là thế này này, ghi rồi xong ghi lại lần nữa đây. Dạ rồi, hãy trừ này ra tí, trừ 1 triệu, 1 triệu 615 ngàn đây. Cô Lê Văn Hảo ở Quy Nhơn là 1 triệu, cô Lê Văn Hảo ở Quy Nhơn 1 triệu. Cô Josa Hồng Nguyễn ở Canada là 500 ngàn. Chị Thí Thủy Nguyễn ở Mỹ là 2 triệu. Đây là Facebook của chị Thí Nguyễn. Chị Cecilia Phi Nguyễn ở Mỹ, USA là 50 đô là 1 triệu 160 nghìn. Cô Nga Lê ở Mỹ nhờ Phong con người quê tôi gửi là 100 đô là 2 triệu 320 nghìn. Cô Trần Thị Bạch Tuyết ở Bà Rịa Vũng Tàu là 2 triệu. Tổng là 34 triệu 672 ngàn, nhưng mà do là hồi nãy là hãy lộn ghi dư là một, đúng là 1 triệu 615 ngàn, ghi 2 lần đó, là để coi thử là bao nhiêu đây rồi trừ ra. Rồi trừ đó là còn 33 triệu 057 ngàn, 33 triệu 057 ngàn sau khi sinh số 5 nữa. Rồi tay quay tay cầm nữa nên cũng hơi khó đây. Dạ rồi, vậy là Mạnh Thường Quân giúp cho em hạng là 33 triệu 057 ngàn em ha. Đó thì đây là những danh sách quý cô bác mà giúp cho em đây. Thì hôm nay anh chia sẻ để cho quý cô bác biết là anh đã đến để chia sẻ cho em biết ha. Còn cái số tiền này á, là bây giờ là chờ cho em làm cái chứng minh nhân dân xong rồi anh sẽ đưa vô sổ. Còn quý cô bác nào mà gửi cho em thêm nữa đó thì anh sẽ ghi thêm vô ha. Đó. Còn trên cái danh sách này quý cô bác Mạnh Thường Quân, những anh chị mà gửi cho Hải á, ha. Nếu mà quý vị xem thử là có cái sai sót gì thì quý vị vui lòng liên hệ cho Hải biết với ha. Hải thì nói chung cũng rất là cẩn thận nhưng mà đôi lúc thì cũng không biết có sai sót gì không, thì nếu mà có gì sai sót thì quý vị vui lòng gọi giùm cho Hải để Hải chỉnh sửa lại. Nếu mà thiếu sót gì đó thì mong rằng cô bác anh chị cũng vui lòng gọi cho Hải để không có sự nhầm lẫn trong này ha. Hải cũng chia sẻ lại một lần nữa để quý vị cùng theo dõi. Rồi em Hằng, em cũng gửi ra cái đôi lời gì cảm ơn đến quý cô bác anh chị đó. Dạ, em xin thành cảm ơn tất cả các mạnh thường quân trong và ngoài nước đã giúp đỡ cho em trong những ngày khó khăn vừa qua, tạo điều kiện để cho em đi học. Em xin thành cảm ơn. Và cho giúp cho nội em nữa hả? Dạ. Bà rất là xúc động. Bà có mừng không? Bà biết, chắc bà biết nhỉ, bà biết. Dạ, biết rồi. Dạ. Còn biết, minh bạch nha. Thì tiền thì em vẫn còn ha, thì em giữ dạ. cái tiền đó. Chú thì hôm nay thì con chú cũng là người mà dẫn Hải đến để chia sẻ cái hoàn cảnh của em Hằng quý vị. Thì đến hôm nay thì cũng được Mạnh Thường Quân giúp đỡ là 33 triệu 057 ngàn. Thì con thấy là giờ là cũng không biết gửi cho ai, bởi vì hoàn cảnh của hai bà cháu thì cũng gửi thì cũng rất là nguy hiểm tiền mặt, nên là con cũng chờ cho em Hằng làm cái chứng minh nhân dân. Thì hôm nay là thứ bảy rồi đúng không? Mà không biết là chắc tuần sau rồi. Từ sao? Tuần sau nếu mà được cái gì chú hướng dẫn là chú giúp chở em đi, hay là có nhờ ai được hàng xóm mình thì... làm chứng minh là mình lấy cái phiếu hẹn mình làm vẫn được. Phiếu hẹn làm cái chứng minh đó rồi. Dạ dạ đúng rồi. À mình lấy cái phiếu hẹn cũng làm được. Lấy phiếu hẹn mình làm cũng được, có cái số là được rồi. Số được rồi. Dạ dạ. Thì khi nào mà em có được cái đó thì chú nói con xuống để con gửi vô sổ tiết kiệm cho em ha. Rồi. Dạ. Thôi chú cũng đại diện dạ cho hai bà cháu gửi lên lời tất cả mọi tất cả các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước ủng dạ. hộ cho tòa và cháu cho nên ngày hôm nay chúng dạ, và dạ. chúc các mạnh thường quân nước được sức khỏe hiệu vô. Dạ 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 con cũng ơn chú nhiều. Dạ em Hạng học và sau có được chiếc khen gì đâu, cho em anh xin em xem thử xong để em đi đây à.
Hải cũng nghe nói là em học cũng giỏi lắm quý vị, nên là Hải cũng muốn chia sẻ để được quý cô bác mạnh thường quân giúp cho em tiếp tục cái con đường học quý vị. Bởi vì giờ là đây cháu bà là học giấy khen ồ quá chừng ấy hả? Đây đâu Hải cũng chia sẻ luôn đến quý vị. Đây là giấy khen của em đây quý vị. Hôm trước thì em nghe nói là Hải nghe nói là em cũng học giỏi đó mà cũng chưa chia sẻ. Lớp 8 là học sinh tiên tiến hả? Em Đinh Hữu Hằng hả? Lớp 7 là học sinh giỏi hả? Địa chỉ của nhà em Hằng là ở xã Phú Thọ quý vị ạ. Ở cái địa chỉ đọc thôn á, thôn là thôn gì vậy? Thôn Phước Chánh hả? Xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam quý vị ạ. Đó. Đây, lớp 6 của em. Đây là cái bằng khen mà Chủ tịch Ủy ban nhân xã tặng này hả? Chủ tịch ủy năm nào cũng có tặng cái này hả? Nhưng mà giờ chắc em cắt rồi đúng không? Là Ủy ban nhân xã Phú Thọ tặng em Đinh Hữu Hằng. Cái này là bên xã tặng. Sinh lớp 6 trường Trung học phổ thông Phú Thọ đã thành tích học và vượt khó học khá đây. Cố gắng em Hằng ha. Em cố gắng học cho tốt đi rồi có gì đó thì anh sẽ đồng hành chia sẻ giúp cho em ha. Mấy bữa nay mấy cô mấy chú có tới thăm tới bà nội không? Dạ mấy bữa nay mấy cô mấy chú thì bận lộn đồng thì cũng lơ túi ít ít. Dạ. Chú là có bè ba người tới. Vậy là tốt rồi. Dạ, ở đây là có bác tới đây, bác là sớm tới này. Dạ. Bác là quá tuyệt vời rồi. Bác là quá tuyệt vời. Là từ ở đây giấy. Bác đây hả? Bác. Dạ. Con chào bác nè, con cảm ơn bác nhiều nghe. Bác nghe hẳn nói là bác là rất là tuyệt vời, lo bà rất là nhiều đó ha. Dạ. Bởi vì mình là cũng bà con hàng xóm gần đây là cứ ra chợ lên chợ xuống lo cho bà hàng nhà với đây. Dạ, rất là tuyệt vời. Họ nói là bà con sao không bằng sống giềng gần là đây nè. Bác là có bà con hay là gì không? Bà con hàng xóm chứ. Bà con hàng xóm thôi chứ còn cũng không có thúc bá hay gì hết trơn ha. Còn chú ở đây thì chú rất là xa quý vị. Chú chỉ có là chú xem kênh Cuộc Sống Miền Trung của Hải á, cũng xa chứ không có gần lắm. Rồi cũng gọi cho Hải để xuống chia sẻ chứ còn chú thì chắc cũng có giúp nhưng mà đằng sau cũng rất là nhiều nhưng mà chú cũng hơi xa nên là... Thì hôm nay anh đến thì anh cũng muốn chia sẻ với em là như vậy ha. Thì cái số tiền này khi nào mà em có cái chứng minh nhân dân á thì anh với em với lại chú đi xuống ngân hàng để mà mình gửi vào sổ tiết kiệm. Còn cái số tiền vừa rồi thì em cứ lấy mua thức ăn rồi sữa cho nội ha. Mua sữa Ensure đây, nội muốn sữa Ensure được không? Mua sữa Ensure uống cho nó tốt nha. Cho người già đó, chắc ở đây chắc không nhờ ai mua chứ thằng cu nên không biết. Nhớ nghe chứ còn cái sữa thường thì uống nó không lấy sức lại được đâu. Bởi vì nội bữa nay cũng ăn ít á, phải mua sữa rồi cho nó uống. Mai gửi cô quý. Nhớ nghe, mai gửi. Dạ. Cô quý nó mua hộp sữa, mua cái sữa mà cho người già nó cỡ 400.000 như một. Dạ. Hũ đó, bình đó, nói với cô nghe, em nhớ nghe. Dạ, không sữa nó uống không tốt đâu. Có mua một hộp sữa tao đắt tiền nó uống trong khoảng một lon á. Có một lon hả? Dạ. Đó thì em nói mấy cô rồi chăm sóc cho nội vì nội mấy bữa nay cũng ăn ít chứ. Thôi thì anh xuống thăm em chút rồi anh cũng về nhé. Rồi anh sẽ gặp em trong lần sau. Cố gắng học cho giỏi nghe. Đừng có cho dù là em bố thì cũng đã mất rồi, còn mẹ thì như vậy thì em cũng cố gắng học chứ cũng đừng có nản rồi bỏ cuộc dây chừng. Em học giỏi nên là em phải cố gắng để có tương lai rồi còn sau này còn gia đình nữa. Anh về nghe. Em cảm ơn anh và chú đã giúp đỡ cho Công, đã làm cầu nối để cho gia đình Công có thể vượt qua khó khăn. Rồi con cảm ơn chú Trường đó. Dạ. Chú là người mà gọi anh để anh biết đến nguồn cảnh của con rồi anh chia sẻ để Mạnh Thường Quân giúp gia đình của Hằng.
anh về nghe. Dạ. Chăm sóc cho bà nội. Dạ thứ ba con về nghe. Dạ bà dự kiến sức khỏe hỉ. Dạ, tội. Dạ. Thôi giờ là bà đừng buồn chị nghe, có con đây rồi, con chia sẻ rồi, con giúp cho cháu của bà đi học rồi, bà cũng có sữa rồi để uống hi. Có sữa rồi để uống chứ còn cũng đừng có khát buồn rồi nó mất sức nghe. Dạ. Anh nó sửa, nó sửa rồi chứ còn con thì không. Dạ. Yeah. Anh chúc cho mình về. Dạ dạ. Tội. Yeah.